Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì trong khuôn khổ video này em xin phép là làm một chiếc video giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Vios phiên bản số sàn, cũng như là báo giá cho anh chị cái chính sách hiện tại của tháng 5 năm 2022, thời điểm tháng cuối cùng của giảm thuế trước bạ. Xe Toyota Vios thì được phân phối thị trường Việt Nam với 4 phiên bản. Tuy nhiên là trong khuôn khổ video này em chỉ xin phép là giới thiệu 3 phiên bản thông dụng nhất hiện tại. Là thứ nhất là phiên bản 1.5G, là phiên bản cao cấp, giá niêm yết là 586 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản E CVT, phiên bản số tự động tiêu chuẩn, có giá niêm yết là 536 triệu. Và cái phiên bản trước mặt chúng ta đây, phiên bản số sàn, chỉ có duy nhất một phiên bản số sàn thôi, là 583 triệu. Xe Vios thì là dòng xe chủ lực của bên em, và tháng 5 là thời gian giảm thuế cuối cùng. Và em xin phép là thông báo cho anh chị, báo cho anh chị cái chính sách giảm giá hiện tại của tháng 5. Giá xe, bởi vì đây là thời điểm cuối cùng của giảm thuế nên là giá xe nó dao động rất mạnh, nên là em xin phép báo giá ở thời điểm hiện tại. Và anh chị nào cần em báo giá chính xác hơn ở thời điểm, ví dụ em lên video ở thời điểm cuối tháng 4 và đầu tháng 5 này, thì giá xe là như thế này. Còn nếu anh chị nào mà xem video của em trong cuối hoặc là giữa tháng 5 chẳng hạn, thì có thể là giá lúc này sẽ thay đổi rồi, thì có thể liên hệ giúp em, thì em sẽ báo là giá chính xác hơn. Và quan trọng là cái lịch xe nữa. Trong cái thời điểm em quay video này là cuối tháng 4, thì hiện tại là đã hết xe tháng 4 và chỉ còn xe tháng 5, cũng phải tầm giữa tháng 5 rồi. Nên là quan trọng là anh chị gọi sớm giúp em để em kiểm tra cái lịch xe, cũng như màu xe, lịch xe chính xác và cái chính sách nữa, để em báo giá anh chị chính xác hơn. Còn ở thời điểm hiện tại thì cái xe Vios của chúng ta, em xin phép báo cả 3 phiên bản nhé. Thì giá bản cao cấp là 581 triệu. Tuy nhiên là ở thời điểm này thì đang được giảm cho anh chị là 10 triệu tiền mặt này, tặng anh chị và phụ kiện trị giá là 15 triệu. Thì em tạm tính cho anh chị là giá xe là 586 triệu cộng với cả tiền thuế khoảng 30 triệu, trừ đi cái 10 triệu tiền mặt của đại lý giảm giá, thì giá biển nó sẽ rơi vào khoảng 610 triệu. Còn phiên bản là ECVT thì có giá niêm yết là 536 triệu, thì hiện tại bên em đang giảm là 9 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì cái công thức tính chi phí lăn bánh nó cũng tương tự như vậy. Còn cái phiên bản số sàn trước mặt chúng ta đây thì hiện tại bên em đang giảm là 8 triệu tiền mặt, tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá là 15 triệu. Thì em tính cho anh chị phiên bản số sàn, bởi vì là chúng ta đang giới thiệu về chiếc xe này. Xe thì đặc biệt nhất là phiên bản số sàn thì có nội thất là màu đen, còn ở phiên bản ECVT và phiên bản G thì có nội thất là màu be. Đây thì trong lúc mà quay cái nội thất của xe bản E số sàn thì em xin phép là giới thiệu luôn về cái giá xe hiện tại. Giá xe của Vios số sàn thì niêm yết là 483 triệu. Thì thời điểm hiện tại, thời điểm đầu tháng 5, thì bên em đang tặng cho anh chị là 8 triệu tiền mặt. Thì em tính cho anh chị là 485, tiền thuế của xe là 24 triệu 250 nghìn, cộng với cái xe sau khi giảm 8 triệu thì anh chị lăn bánh nó chỉ có hơn 500 triệu thôi, là anh chị có thể mang chiếc xe này về rồi. Còn về trả góp thì chiếc xe này được bên em hỗ trợ tối đa lên đến 80% giá trị xe, nên là anh chị số tiền ban đầu anh chị đầu tư nó chỉ có là 97 triệu tiền xe này, cộng với tiền thuế rồi tiền bảo hiểm phụ kiện các thứ nữa, nó sẽ rơi khoảng tầm 130 triệu, hơn một chút là anh chị có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài được. Hỗ trợ cho anh chị là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 7 năm. Thì bên em có nhiều gói vay, nó phù hợp với từng tình hình tài chính của anh chị. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về cái
về cái xe cũng như là cái tình hình tài chính thì anh chị liên hệ giúp em hoặc số hotline này trên màn hình. Và trong khuôn khổ video nhanh như này thì em xin phép giới thiệu sơ bộ về nội thất ngoại thất của xe Vios E số sàn màu vàng cát, cũng như là về chính sách xe của tháng 5 cho các dòng xe của Vios. Em xin phép là hẹn gặp lại và chào anh chị.